Em xin chào anh Thơ Quang và tất cả các anh chị trên diễn đàn. Chào buổi tối. Trước khi em có ý kiến thì em cũng có xong một ý kiến với tất cả các anh chị, là nói chung là tất cả những ý kiến của em thì cũng mang tính cá nhân thôi. Và cái cách em mổ xẻ thì nói thật ra là em cố gắng mổ xẻ làm sao cho các bạn trẻ đó, những cái bạn trẻ, những cái bạn mà kia có thể tiếp nhận được những cái gọi là những cái thông tin về chính trị cho nó có hiệu quả. Chứ em nghĩ là nếu mà thật sự mà em nói theo kiểu mà mấy anh có tuổi hay là như chú Cầm thì em nghĩ là diễn đàn cũng nhiều anh chị có thể nói được. Nên em cũng cố gắng phân tích theo cái hướng là hướng cho các bạn trẻ, những bạn mà chưa, nói chung là cũng không thích lắm về chính trị á, người ta nghe người ta cũng có thể là dễ tiếp thu hơn, dễ tiếp cận hơn. Em thì cũng có xin một số cái vấn đề Mình anh xin lỗi Bùi Tùng chút xíu. Minh Thanh nè, hôm nay là cái vấn đề đề tài nó quan trọng á, anh đề nghị Minh Thanh là bớt những cái tin nhắn gọi là không cần thiết đi nha Minh Thanh, tại vì nó sẽ là bom thì sẽ ảnh hưởng tới những người khác nha Minh Thanh. Hôm nay là vấn đề quan trọng thì em nên tiết chế lại. Cảm ơn em. Xin mời Bùi Tùng tiếp tục ạ. Em xin cho cái ý kiến thế này nè anh, là ở Ừ. hải ngoại á, nó cứ nói rằng Việt Nam chúng ta bầu cử là độc tài, bầu cử Ừ. là độc tài, có nghĩa là có một đảng nó cứ bầu đi bầu lại có người trong đó, nhưng mà họ có vẻ là họ cố tình xuyên tạc ở chỗ như thế này nè anh. Chúng ta không có phải là dạng bầu cử độc tài, mà theo em đó là cái độc quyền về chính trị chứ không phải là bầu cử độc tài. Bởi vì theo em nè anh, theo em nghĩ Ừ. là tất cả những cái đảng phái mà đang lãnh đạo trên thế giới này thì họ đều có cái xu hướng độc quyền về chính trị hết, chứ không phải riêng về Đảng Cộng sản Việt Nam. Bất cứ một đảng phái nào trên thế giới này khi họ cầm quyền là họ đều muốn họ sẽ cầm quyền lâu dài, gọi là họ cũng có gọi là họ muốn chiếm cái thực quyền ấy, chứ không phải là chỉ riêng mình. Nhưng mà Việt Nam chúng ta có một cái hay là như vậy nè, là tôi làm như vậy nhưng mà tôi công bố cho thiên hạ biết, chứ tôi không dùng chiêu. Rõ ràng là tôi không dùng chiêu thuật để mà tôi nói rằng là tôi độc tài về chính trị. Còn Mỹ em thấy là cái ông Biden của đảng Dân Chủ, ổng bây giờ ổng tiếp nhận những cái người mà người Mỹ hay người Phi vào nước Mỹ rất là đông, rồi sau đó ổng ban bố cái luật đó là kết nạp cho họ trở thành công dân Mỹ trong thời gian ngắn nhất. Vậy thì em muốn hỏi anh Quang nè, nếu như những cái người đó đó mà được kết nạp vào đảng và quốc tịch Mỹ càng sớm thì có phải là cái số lượng mà người bầu cho đảng Dân Chủ sẽ càng ngày càng tăng không? Cái Đúng số rồi. lượng người sẽ là bầu cho đảng Dân Chủ ngày càng tăng, vậy thì họ đang độc quyền về chính trị chứ còn gì nữa. Họ đang lũng đoạn chính trị Mỹ, họ đang độc quyền chứ gì nữa. Họ cứ xuyên tạc mình, họ cứ nói mình là độc tài thế này kia, nhưng bản thân họ đang có những hành vi độc 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 tài đó, độc quyền về chính trị đó, mà họ cứ tìm mọi cách để họ 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 che giấu thế này thế kia, và họ họ xuyên tạc, họ chửi mình. Nhưng mà thật ra là em thấy là họ, chính bản thân họ cũng vậy, và em thấy là tất cả những đảng phái trên thế giới này thì dù nước nào đi chăng nữa thì họ cũng muốn cái chuyện độc quyền về chính trị hết, dù nước nào thì họ cũng muốn thôi. Chỉ có điều khác ở chỗ là như thế này, là có những đảng phái, có những nước thì người ta làm công minh, người ta làm rõ, nhưng có những cái đảng của những cái nước thì họ âm thầm họ làm chiêu trò. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là về cái vấn đề bầu cử của phương Tây á, là em thấy rõ cái thủ thuật của người phương Tây á, là trong quá trình bầu cử á, là họ tạo cái tính kích thích, tạo cái tính kích thích. Ví dụ như là nào là họ nói là các ứng cử viên tranh cử tổng thống là phải đưa ra cái gọi là khẩu hiệu của mình, rồi vận động tranh cử đến từng bang. Em có cảm nhận như họ cố tình làm như vậy để cho cả thế giới thấy rằng là cái cuộc bầu cử của Mỹ là liêm khiết, liêm chính. Tức là ý em nói á, là họ diễn kịch, cái cách Đúng mà rồi, họ đang gây làm sự là họ chú ý diễn đúng kịch không? khắp thế giới, làm giống như là ta đây có vẻ là một nghệ sĩ tài năng, kiểu giống như là một cái đất nước dân chủ nè, mọi người phải nhìn vào nè, thấy không, dân chủ nè, ông này là được bầu nè, ông này cũng không cần tư cách gì mà cũng có thể bầu lên được nữa nè, rồi nào là phải làm khẩu hiệu rùm beng đưa nước Mỹ trở lại thế này, đưa nước Mỹ trở lại thế kia. Thì em thấy là tất cả những cái động tác trong bầu cử đó, đó thật ra mà nói là đánh bóng cái tên tuổi của nước Mỹ và làm che mắt đi những cái người dân thiếu hiểu biết về về chính trị. Thật ra cái đó, tất cả những cái đó là màu thôi. Bên trong thì hả, vận động tranh cử mấy cái ông mà đại tư bản bỏ tiền ra ủng hộ cũng là một dạng tham nhũng chính trị đó. Nhưng mà đâu ai biết đâu. Còn người Việt Nam mình á, thì cứ cứ bị thôi thúc vào những cái chuyện, những cái tin tức bầu cử ở Mỹ. Anh Quang có thấy là lúc mà giai đoạn bầu cử ở Mỹ á, thì lúc nào á, trên cái điện thoại của mình cũng hiện lên một cái dòng chữ là vote,
vote president American rồi nhảy lên những cái thông số cái cột á anh, cái cột tỷ lệ người bầu, cái người mà ứng cử á, nó cứ nhảy lên nhảy xuống liên tục mà nó cứ dính vô cái màn hình điện thoại mình không à. Vậy tại sao vậy? Vậy có phải là Facebook nó đang thông đồng không? Nó đang thông đồng, nó cổ suý cái cách bầu cử kiểu Mỹ không? Em nói thật như vậy đó, đó là nó đang cố tình cổ suý thêm, gia tăng thêm cái chất điện ảnh vô để khiến cho cả thế giới nhận định rằng là cuộc bầu cử này nó quyết liệt nè, cuộc bầu cử này có cái tính cạnh tranh nè. Nhưng mà thật ra tất cả nó đều là cái mang tính giả tạo hết. Đó, từ cái việc mà bây giờ là các đảng tranh đấu với nhau cái chuyện là bây giờ là phải tính phiếu như thế nào, rồi đi bầu từ đâu, từ mấy giờ đến mấy giờ mới được chọn là một phiếu. Đó, là rất là nhiều chuyện, thì chứng tỏ rằng cái hệ thống bầu cử của nước Mỹ ấy, mà chúng ta đang xem qua truyền thông là cái cách mà nước Mỹ nó đang đánh vào những cái người dân mà không có am hiểu, không có hiểu biết. Và cũng giống như chú Xuân có nói ấy, thì cũng con cũng đồng ý với nó, tức là nó đang cố gắng là nó tìm cách thu hút người dân thông qua những cái gọi là đánh vào cái tâm lý tò mò của họ. Anh thấy không, ví dụ như em nói như vậy nè, ví dụ như mới tối ngày hôm nay cái cột của ông Trump mới có 5%, cái sáng nó đăng lên cái cột ông Trump nó kéo lên tới 10%, 50%, thì nó sẽ làm cho người ta có cái sự thao thức, làm cho người ta có cái sự gọi là theo đuổi cái tin tức đó. Còn Việt Nam mình thì không, khi mà bầu cử Việt Nam mình không có chạy cột gì hết, không có kéo cột gì hết, thì người ta làm gì có quan tâm. Và khi người ta không có quan tâm á, thì lúc đó tụi hải ngoại nó mới xuyên tạc, mới nói à bầu cử này là che giấu nè, rõ ràng bầu cử này là độc tài nè, tại vì đâu có đưa lên màn hình, đưa lên truyền hình. Nó tận dụng cái ưu thế về truyền thông để nó gọi là chiêu dụ mình. Em mới có một cái ý nữa, đó là cũng như là hồi nãy chú Sơn có nói á, là cái khả năng mà tụi nó truyền thông, như anh thấy á, là hai cái gã mà đang nói chuyện á, là khi mà trao đổi về một cái vấn đề chính trị của Việt Nam á, thì hai tên giả vờ giống như là nói chuyện với nhau, diễn kịch với nhau đó, giống như cái kiểu giống như là tao khách quan lắm đúng không, bây giờ khách quan lắm đúng không. Và có một cái đặc điểm thủ thuật của tụi phản động bây giờ á, anh Quang sẽ chú ý sẽ thấy là tụi nó sẽ không bao giờ chê hết đâu, có nghĩa là giả bộ, tức là trong 10 câu đó thì ví dụ như nó khen khoảng 5-6 câu thì nó đâm một câu. Đúng. Có khoảng 5-6 câu rồi nó đâm một câu. Vậy thì sao? Vậy thì người dân không thể biết được là trong 10 câu thoại đó là bao nhiêu câu sự thật và bao nhiêu câu là tụi nó lấp liếm, tụi nó xuyên tạc. À, không thể nào biết được, kể cả em ngồi em coi ngày hôm qua anh gửi, em ngồi em coi em còn không nhận ra nổi. Đúng rồi. Thì bây giờ hôm nay tới lượt hôm nay chú Sừng mới nói, thì hay là anh Quang mới nói, thì em mới nhận ra là có chuyện đó thật. Chứ qua đọc không hề biết. Mà mình em bản thân em cứ tưởng là lão này bưng bô cho nhà nước. Đúng rồi. Em nghĩ là đó. Nhưng mà cái nguy hiểm nằm chỗ đó Bùi Tùng. Dạ dạ. Ừ. Rồi. Về có một cái ý là bây giờ cái dân chủ trong bầu cử á, thì người dân Việt Nam chúng ta đang có mắc phải một cái sai lầm như thế này nè. Cái khái niệm của người dân về dân chủ có nghĩa là người này làm một cái việc đó thì người kia cũng được quyền làm. Tức là Việt Nam chúng ta có một số bộ phận người cứ nghĩ là dân chủ là như vậy. Ví dụ như vào trong lớp, cô mỗi bạn giơ tay thì cô sẽ kêu hết bạn này đến bạn kia để phát biểu. Thì bây giờ là người Việt Nam mình cứ nghĩ là về mặt chính trị thì dân chủ là hết người này làm thì phải xuống để người kia làm, nhưng cái đó là không đúng. Cái quan điểm của em về dân chủ á, thì dân chủ phải dựa trên lợi ích quốc gia, phải dựa trên cái lợi ích quốc gia, chứ không phải là dân chủ có nghĩa là thay phiên nhau người này làm rồi đến người kia làm. Cái đó không phải chính trị và vận mệnh của một đất nước không phải là trò đùa, không phải là chỗ để mà hai bên thương lượng với nhau về chính sách hay là chia nhau cái thời gian cầm quyền. Chính trị không phải là như vậy, mà chính trị đòi hỏi phải có tính định hướng cao. Theo quan điểm em là chính trị phải có tính định hướng cao, một lộ trình xuyên suốt, nhiều năm, nhiều tháng, và phải thực hiện đúng như vậy, linh hoạt như vậy, thì cần có một đội ngũ ổn định về cái chất lượng điều hành đất nước, ổn định về cái gọi là cái đạo đức, cái lối sống, cái quan điểm, thì cái lộ trình đất nước nó mới đi lên được. Chứ không phải giống như người ta nghĩ là dân chủ trong 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 bầu cử là bây giờ đảng này cầm quyền thì đảng kia phải cầm quyền tầm bậy tầm bạ.
Cái đó không phải là dân chủ. Dân chủ theo em là phải hướng đến cái lợi ích của quốc gia, là đảng phái nào xứng đáng dẫn dắt một quốc gia thì đảng phái đó phải được quyền lãnh đạo đất nước. Cá nhân nào đảm nhiệm tốt cái vai trò lãnh đạo đất nước thì cá nhân đó phải được tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ mà nhân dân và đảng nhà nước giao phó. Cái đó mới là đúng. Còn có một ý em thấy hồi nãy anh Thơ Quang có nói là tại sao nhà nước mình không có tìm được người mới. Vậy tôi xin không, nói cái đó là hai ông đó anh dắt ra cái điểm đó, tức là anh thấy kỳ kỳ ở cái khoảng đó, Bùi Tùng biết không đó, anh thấy cái điểm kỳ kỳ sai sai ở đó, tức là hai ông đó đó, tức là ông Đỗ Dũng ổng không nói trực tiếp, nhưng mà cái độ anh cho rằng nha, anh tạm thời anh đâu cho rằng cái độ láo cá ở đây là ông ta dẫn lời của một người nước ngoài nào đó, ông ta cho rằng chuyên gia ABC gì đó nói lại cái câu đó, tức là ông nói là cái câu đó nó là tức là cái câu chuyện có thể là do Bắc Trọng là chưa tìm được người thay thế, hoặc là lại khá là ý muốn nói đó, là ở Việt Nam hết người tài rồi. Bùi Tùng phải không? Đã, láo cá là chỗ đó. Đó, nhưng mà có một cái là hắn ta không nói trực tiếp, mà hắn ta là lợi dụng là dẫn lời của một người thứ ba. Đó, thì cái độ nguy hiểm nó nằm đây, mà người thứ ba thì lại là người nước ngoài nữa, là tự bảo là chuyên gia A bờ cờ gì nữa. Cái đó mới là ghê, cái điểm cái đó mới là ghê, dễ dính. Bùi Tùng công nhận không? Đó, người nghe bình thường rất là dễ dính cái điểm này. Đó, anh nói như vậy. Ừ, đó. Tại vì thật ra mà nói Đỗ Dũng cũng dư sức biết cái uy tín hiện tại của mình á, về truyền thông như thế nào. Đỗ Dũng không thể nào nói là đây là ý kiến của tôi, buộc là Đỗ Dũng phải dệt lên là cái ý kiến của người khác để chi chính xác. Nếu như có đúng có sai gì thì xô thằng cha kia, bây giờ đó. Sai gì thì mày tìm thằng cha đó chứ đừng chửi tao, bởi vì tao đâu có nói chính đâu. xác. Nhưng mà cái hiệu quả nó thấm rất là có, Bùi Tùng công nhận không? Nó ngược lại, nó cái nguy hiểm cái là cái hiệu quả mà nó thấm á, nó thấm vô cho người nghe á là có cao, đúng không? Anh Quang biết tại sao mà thấm không anh Quang? Như thế này nè, vì người Mỹ á rất thích dân chủ, mà khi mà một người mà cứ loan cứ gọi là cứ luyên thuyên một cái vấn đề á, thì người ta sẽ dễ không tin bằng là mình nêu có một ý kiến thứ ba. Ý kiến thứ ba là một ý kiến khách quan, tại vì người ta là người thứ ba, người ta là người ngoài cuộc, người ta đưa ra ý kiến, thì lúc đó những cái bộ phận mà xem người ta nói ồ chắc hẳn đây là một cái ý kiến riêng biệt nè. Đúng rồi, ý kiến riêng biệt đâu phải tôi nói đâu, đó là cái phe thứ ba nói. Thì lúc đó người dân hay là một số những người coi kinh của Đỗ Dũng nói cha Đỗ Dũng khách quan ghê á, nghe Đỗ Dũng nói là chắc đúng rồi đó, có ông đó nói nữa kìa, ông đó nói chứ phải Đỗ Dũng nói đâu. Thì cái cách mà hắn lợi dụng cái này thì theo em nghĩ là đang là cái xu thế chung của truyền thông bẩn của hải ngoại đang dùng. Có nghĩa là không phải tôi nói mà người khác nói và tôi có nhiệm vụ thuật lại. Đúng rồi. Người nghe cảm thấy ok thì tốt, còn không cảm thấy ok thì đi chửi cha kia, đâu chửi tôi chỉ. Đúng rồi, không liên can gì hết. Tức là không ảnh hưởng gì anh hết. Đó láo cá không? Tức là Bùi Tùng thấy cái đội láo cá nằm ở đây không? Tức là anh muốn đó rồi, xin mời Bùi Tùng tiếp tục đi, lát anh em mình trao đổi tiếp. Còn bây giờ lão nói rằng bây giờ á, nếu mà lão nói là bây giờ chưa có nhận nhân sự mới ở cái chức vụ tổng bí thư là do nhà nước hết người, thì em bẻ lại em nói vậy nè, bây giờ nếu như nhà nước có người nhưng chưa cho họ làm thì sao? Em bẻ lại nói như vậy á, bây giờ hiện tại tôi đã có người rồi á, tôi đào tạo người đó nhân lực rồi, nhưng thời điểm này tôi cảm thấy người đó chưa đủ khả năng gánh vác, thời điểm này là người đó cần phải chưa chín mùi, đúng không? Đúng rồi, chưa chín mùi mà, người ta có quyền, người ta giấu gà chứ, chẳng cái chuyện bình thường. Mấy ông chưa gì, mấy ông thật sọt cho mấy ông là, tức làm như mấy ông là bố đời. Đó, thì em nghĩ là nếu em bẻ là em bẻ như vậy đó. Tức là em nói là bây giờ là chưa phải thời điểm chín mùi, cho nên tôi chưa tung người đó ra. Thì mấy anh lấy cái gì mà mấy anh nói là tụi tôi độc tài hay không cho người khác lên. Mà rõ ràng là bốn vị trí cao nhất của đất nước hiện tại là đã có hai nhân vật mới. Anh thấy là đã có hai người mới vào bốn vị trí rồi, vậy thì lấy cái tư cách gì mà nói là chúng tôi độc tài? Đúng rồi, rõ ràng là đang có tính kế thừa các cái nhân lực lãnh đạo của đất nước rồi, những cái gương mặt lạ, những cái bác lạ đã lên làm rồi, thì làm sao mà nói chúng tôi như vậy được? Thì nhìn chung em mới thấy là những cái luận điệu xuyên tạc của tụi nó dần dần là em thấy là ngày càng là tinh vi, em thấy là có sự tinh vi
có sự đầu tư tinh vi hơn và ngày càng là chiếm được cái lòng của một số người thiếu hiểu biết về chính trị. Một số hả? Thì cứ ngồi nghe, thí dụ có vấn đề gì nữa thì lát lên lại tiếp nha. Hôm nay là anh em mình làm cái chủ đề này. Rồi, cảm ơn Bùi Tùng rất là nhiều. Ok, cảm ơn em.